Xin chào toàn thể anh chị, em là Nam. Và hiện tại đang là 12 giờ trưa, trời khá là nắng. Anh chị thì chắc là đang nghỉ trưa, còn em thì vẫn đang lang thang ngoài đường để đi giới thiệu cho anh chị một số các bất động sản. Hiện tại thì em đang có mặt tại khu vực thôn Trà Lâm, thuộc xã Chí Quả, huyện Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất có diện tích là 78m2. Ngõ thì là ngõ thông nha anh chị nhé, đường ô tô có thể đi được. Ngõ thì khoảng độ tầm 2m7 đến 2m8. Có những vị trí rộng thì có thể lên đến hơn 3m. Còn về mặt bằng chung thì khoảng độ tầm 2m7 đến 2m8. Bây giờ thì em sẽ quay vào trực tiếp vị trí lô đất để anh chị có thể hình dung rõ hơn nhé. Lô đất của chúng ta ở đây, bên cạnh hàng xóm đây xây tường khá là cao rồi, người ta quay lại để sau này xây nhà. Lô đất thì sẽ có điểm đầu tiếp giáp với cả căn nhà hàng xóm bên kia. Và xa bên ngang này là 4m2, mặt tiền là 4m2 anh chị nhé. Sâu xuống phía cuối kia đó, điểm cuối thì là tiếp giáp với cả căn nhà máy bờ lô kia đó, 4m2. Tổng diện tích là 78m2, đã có sổ hồng anh chị nhé. Mua về là chúng ta có thể là sang tên chuyển nhượng 1-2 tiếng là xong. Còn đây là con đường phía trước của đất. Con đường này thì 2m7, ô tô là đi được. Ngõ đặc biệt là ngõ thông nha anh chị nhé. Ra đến ngã ba kia thì chúng ta rẽ tay phải sẽ ra đến con đường trục chính của thôn Trà Lâm. Lát nữa em sẽ di chuyển trực tiếp cho anh chị có thể dễ dàng hình dung hơn. Và hướng này cũng vậy. Hướng này thì chúng ta di chuyển cũng ra đến con đường trục chính và ra chỗ hồ điều hòa của thôn. Bây giờ thì em sẽ di chuyển từ vị trí lô đất đến một số các tiện ích xung quanh để anh chị có thể hình dung rõ hơn. Lô đất của chúng ta ở đây, bây giờ em sẽ di chuyển theo hướng này, đi ra ngoài con đường trục chính của thôn. Hiện tại thì em đã đi đến khu vực ngã ba. Hướng đi đằng này chúng ta sẽ đi sâu vào trong thôn anh chị nhé. Còn hướng bên tay phải đây chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài con đường trục chính của thôn. Ở đây thì có một cửa hàng tạp hóa. Đây là con đường trục chính đã được trải nhựa bê tông. Rẽ bên tay trái là chúng ta sẽ đi sâu vào trong thôn. Đó, đi theo hướng này chúng ta sẽ đi sâu vào trong thôn. Còn di chuyển theo hướng còn lại, chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài đường Tô Quyền. Đường Tô Quyền thì là một trong những tuyến đường khá là lớn, kết nối giữa khu vực xã Đình Tổ với khu vực ngã tư Dâu. Và theo thông tin quy hoạch em tìm hiểu được thì trong tương lai sắp tới, ở phía khu vực Bút Tháp sẽ có một cây cầu kết nối với cả đường Tô Quyền này để kết nối sang khu vực huyện Tiên Du. Rồi, đi thẳng theo hướng này, ra đến ngoài khu vực ngã ba kia, và phía xa kia đó chính là đường Tô Quyền nha anh chị nhé. Đó, con đường này thì chúng ta rẽ tay phải sẽ đến với cả khu vực ngã tư Dâu, chỉ khoảng độ tầm 2 đến 2,5 cây thôi. Và đây cũng là một con đường để đi vào vị trí lô đất. Như lúc nãy em nói là con đường của chúng ta là đường thông nha anh chị nhé. Và đây chúng ta cũng có thể đi vào được vị trí của lô đất. Đường này thì khá là rộng. Đây là cái ngõ này, chúng ta sẽ ra đến khu vực hồ điều hòa của thôn. Ở đây có một cái hồ điều hòa được quay khá là đẹp. Và lô đất của chúng ta sẽ đi theo hướng này. Đây là cái ngõ để đi vào vị trí lô đất. Lô đất của chúng ta ở phía cuối kia. Đó, ngõ là ngõ thông nha anh chị nhé. Đấy, đây cũng là đường thông, nói chung là thông các ngả luôn. 78m2, mặt tiền là 4,2m. Hướng là hướng Tây Nam, đường ô tô có thể đi được. Đã có sổ hồng rồi. Và nếu anh chị nào quan tâm đến lô đất này thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay cho em Nam theo số điện thoại 0989163130 hoặc truy cập tại website tìmnhadep.net. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.